cho em 2 triệu. Em cởi hết quần áo rồi. Xin chào mọi người, tôi Phạm Vy Anh, đấy anh em ạ. Thì Vy Anh có câu chuyện này muốn chia sẻ với anh em. Thì dạo gần đây Vy Anh lên Facebook anh em nhé. Đấy thì có mấy cái group có em mấy em rất là xinh anh em ạ. Và Vy Anh biết có hai kiểu lừa trên mạng. Đấy, kiểu thứ nhất là dùng Facebook, lập Facebook ảo anh em. Đấy, dùng hình ảnh gái xinh các thứ để xin thẻ các thứ. Đấy, thứ hai là lừa đảo chuyên nghiệp hơn anh em ạ. Là hẹn đi chơi. Đấy, đây là gái thật nhá, hẹn đi chơi xong vào nhà nghỉ các thứ tống tiền. Thì Vy Anh đã vào một group và đã quen được một em. Đấy thì về ngày hôm nay thì Vy Anh sẽ làm một video anh em nhá. Làm một video để vạch trần cái sự việc như này. Đấy thì anh em nếu mà để cho tất cả anh em theo dõi để anh em không mắc phải nha anh em nhá. Đấy thì anh em cùng theo dõi video của anh em nhá. Ok. Em ơi, em lên xe đi. Hả? Đi, lên xe đi. Nhưng mà... Sao? Em biết có một chỗ gần đây ý. Ờ. Mình đi vào đấy thử anh đi. Vì ở đây nắng lắm, đi ra ngoài nắng lắm. Em có đặt phòng rồi ý. Đặt phòng rồi á? Vâng, em đặt phòng. Nói chung là em đặt hết cửa phòng đẹp lắm. Nhưng bây giờ vào làm tí rồi... Vâng, còn là tí rồi đi. Nhưng mà... Thì bây giờ em cứ lên xe đi. Bây giờ anh chở em đến đây chỗ này hay hơn. Thôi, nhờ... Em thấy ở trong kia mát hơn. Nó đẹp hơn ý. Em đặt phòng các thứ rồi á? Vâng, em đặt phòng rồi. Thôi để anh đặt cũng được. Thôi em đặt sẵn rồi. Em đặt sẵn rồi á? Vâng, em đặt sẵn rồi. Thôi anh bảo này, bây giờ đi với anh đi. Anh đi qua kia đi, em đặt sẵn rồi. Sao phải qua kia? Qua đấy đẹp hơn, em cũng ở gần đây thôi, không phải. Thôi anh bảo này, diễn thế thôi. Thực ra là anh có tìm hiểu về cái công việc của em rồi. Em tính lừa anh đúng không? Nói như này, anh nói như này. Thực ra là anh có tìm hiểu về em rồi. Và thực sự là anh cảm thấy thích em, hiểu không? Mà anh không biết là em có lừa đảo hay gì không, nhưng mà anh cảm thấy là thích em. Thế này nhá, bây giờ anh chuyển cho em 70 triệu, đúng không? Thì bây giờ anh chuyển cho em 70 triệu vào tài khoản, rồi em đi chơi với anh, được không? Nhưng mà anh phải chuyển trước thì em mới đi với anh. Ừ, bây giờ anh chuyển cho em 70 triệu rồi em đi chơi với anh, được không? Vì là thực sự là anh cảm giác là anh gặp em, anh thích em, được không? Nhá. Đây, mở số tài khoản ra. Hôm trước em gửi anh rồi đúng không? Hôm trước em gửi anh rồi, anh gửi đấy. Anh chuyển cho em đi. 70 triệu đúng không? Bảy mươi triệu. Đây nhá. Ok. Được chưa? Ok, bây giờ đi chơi anh nhá. Lên xe đi. Ê, Nhung này, đấy thì hôm trước anh nói chuyện với em ấy. Thì em vẫn đông đưa tán tỉnh anh để lừa lọc anh đúng không? Em có lừa lọc anh đâu. Thật ra anh biết trước công việc của em rồi, em cứ lừa người khác như thế thì không được. Hả? Em đâu có lừa gì ai đâu anh. Dạ thôi, hôm nay ra gặp em thì anh nói thẳng luôn thì thực sự là anh... Nói chung là anh thích em thật. Đấy, hôm nay anh banh cho em 70 triệu đấy, thấy thành ý của anh chưa? Anh thích em thật mà. Nhưng mà anh thích em ở điểm nào? Anh được chỉ đơn giản là anh gặp em xong anh thích thôi.
làm công việc đấy sao như thế nhỉ? Sao lại lừa người khác thì lừa tiền đấy? Đơn giản là em thuận đàn ông thôi, vì trước em cũng yêu một người. Sao? Nó cũng lừa em. Em hận đàn ông, em muốn trả thù lại thôi. Trả thù á? Đấy, thế ví dụ anh có liên quan gì đâu, sao đàn ông có giống nhau đâu mà em đấy. Em cứ thằng nào cũng giống thằng nào. Thằng nào cũng giống thằng nào, em bây giờ em trả thù tất cả thằng. Em cứ trả thù hết. Yeah. Hôm trước thì em cũng bảo là bây giờ ai mà cho em tiền bảo gì em cũng làm đúng không? Đúng. Sao lại như thế? Thì có tiền là em sẽ làm thôi. Yeah. Cái gì cũng sẽ làm. Bây giờ như này, bây giờ anh cho em 2 triệu, em cởi hết quần áo rồi. Ê, này, mặc vào. Mặc vào. Em cởi thật đấy à? Thì anh cho em tiền, anh bảo em làm thôi. Anh cho em 2 triệu mà em bảo cởi quần áo em cũng cởi. Thì em biết anh hôm nay anh gọi em đến đây làm gì không? Thấy cái gì đây không? Thấy cam đây không? Anh quay lại đấy. À, sao lại làm thế? Hả? Biến thái. Đồ biến thái. Ngồi đây đã. Anh bảo lừa lọc tình cảm người khác lấy tiền, em cảm thấy em như nào? Hả? Em lừa người ta xong em lấy tiền của người ta. Sau này em có thanh thản được không? Hả? Cái tâm, trong cái tâm của em có thanh thản được không? Chuyện đấy không phải của, là chuyện của anh mà. Thế á? Em sao em có thể làm những cái việc mà lừa người khác, lừa tình cảm người khác, người ta có thể yêu em thật lòng, xong em lừa người ta, xong em lấy tiền của người ta được. Hả? Rồi xong rồi ai cho em tiền bảo em gì em cũng làm, sao em con gái em bán rẻ lương tâm thế? Xong rồi nếu mà em làm như này xong rồi bố mẹ em biết thì em nghĩ như nào? Xong bố mẹ em có vui không? Đúng không? Tiền quan trọng thật đấy. Rất nhiều cách kiếm tiền nhưng không phải cách lừa lọc như em, hiểu không? Còn bây giờ như này, 2 triệu này em cầm lấy đi, còn 70 triệu kia em không chuyển lại cho anh thì anh cũng sẽ có cách liên lạc nhá. Xuống xe đi. Đồ biến thái.